nhớ nhau đời. Vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Phải rồi. Rồi nè, đi tìm thương về được chưa? Được. Đưa đêm ra lành nghe lòng tâm hồn và chưa yêu thương. Phong kiến tâm tư tôi rỡ đời cháy rồi vào tâm hồn gặp năm biên thì người xa gặp ngắm tôi khơi chuyện người nghe lên đất lên năm xuân cách ca trên muôn cá thằng chẳng mẹ ơi mẹ mình trong thơ thay trong thơ lục say cánh ca là vây ôn cánh ca là tết cánh ca là vây ôn cánh ca là tân thằng chồng mẹ ơi mẹ mình trong thơ thay trong thơ lục say. Quá hay. Ôi, cái này là hay nhất. Ôi, qua trên tên là nó không hay được. Nó được rồi nè. Thôi được rồi mà. Đáng mấy rồi nè. Bây giờ Niên là tôi hát hết. Thôi, bây giờ kỷ niệm con cháu á. Hát đi, ở xung quanh trên tên. Bây giờ giọng hát của cậu á. Cậu A Sơn qua trên tên cái ly đâu rồi. Không chết được cái đó. Thì giờ hát bài nhìn nó đi xuống bên trên tí. Thôi giờ ca lãnh đạo đấy. Rồi coi luôn. Ping bộ khá rê, ping rút cho bắp, ping lư ping phong. Ping lư chăm phong, tình xe lắp, tình xe lắp lô. Lắp, lắp, tình xe lắp lắp, 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 tình xe lắp lắp. Ôm ơi mà đi căng, cả lung tung phong, mà sân tay. Quay máy mà hiền mấy cái bay hiền đồng đừng đi cho đi lại đây có lúc tốt xa thì lo xì lá tôi đó cũng hay nhớ là cậu nhớ tôi biết mình biết tôi biết mình biết nhà chế thiếu nghi với năm 1972 quay quay cái lúc tốt say mà quay quay cái lúc tốt say mà hiểu quay cái mày hiểu đầm đầm đi chắc đi lại đây cái lúc tốt say xin lỗi xin lỗi. Hay quá cậu ơi, đó là năm 1972 đó là em đang học thiếu nhi. Cái bài đó là thì chị biết là 1975 tại vì 72 là tôi đã học cái đó rồi. Rồi bắt đầu 75 bắt đầu dễ. Phải cười lên nên nó chạy xuống đây. Chạy đâu ở gì? Bây giờ chị hát một câu nữa thôi nha. Rồi chị em mình thôi vậy biết vậy được rồi ha. Chứ nãy mình so so hát tới chiều. Bây giờ thôi hát vậy câu chơi vậy vô luôn được rồi. Ha. Tại nãy em đấy bà này không hát thành ra bà già cho nên biết hát tại nó già. Thế mẹ đã già thì nào hát nè. Nãy giờ nghe cậu hát cái bản gì mà còn ơi giờ nghe nghe vui vui. Cậu á thách thức mẹ nữa nha. Tại bà này mà không ca hát nên chị xui đi, chị xui ca hát. Tại con á là ở Long An, cậu ba ở Đồng Tháp. Bà về năm 1970. Bây giờ sắp lên thành phố Đồng Tháp. Giờ tôi ở sớm sớm không có già đó. Giờ hiện tại đó, giờ hiện tại là ở tỉnh Đồng Nai. Dạ ở Đồng Nai mà ở Bình Thuận. Hồi xưa là tôi về đây năm 72 đó là nó quê kia là Đồng Tháp quê xưa không đâu, tôi cầm chia mà hôm kia về ở Đồng Tháp là tướng xứ tướng đâu tôi quen bà mình ở Đồng Tháp là gốc cam em cầm nha gốc là gốc cam chia là gốc là gốc cam hả. Dạ, cũng có cam hết đó. Dạ. Dạ, chứ không phải quê Đồng Tháp. Đúng rồi, chạy lộn mới qua Campuchia. Thì cái thời cắt vườn á, năm 1970 á, là nó cắt vườn á, là bắt cha mẹ tôi hết à. Là cô năm á, là về năm 1954. Là ở Campuchia hả cậu? Ờ, cậu về á, là năm 70. Dạ.
Vậy là gốc gác mình ở bên bản chân. Dạ, cầm chia hết á. Dạ. Bà này về năm 7 tháng. Là dân tộc mình là dân tộc Kinh hay dân tộc Kinh? Kinh. Nhưng mà nguyên quán. À, nguyên quán là mình sống đó. Dạ. Trong giấy chứng minh có xiến vẫn còn nguyên quán Campuchia. Dạ. Là dân tộc Kinh. Kinh. Đây nè, và kiều Campuchia đây nè. Ở Campuchia kiều chứ. Là xưa là ông bà của mình á là đi quấn bài á nó trục xuất vậy đó. Rồi bắt đầu ai quấn bài nó trục xuất về miền Nam. Đó là năm 1954. Dạ. Mà phải vậy không? Đúng vậy. Dạ. Tại vì cô Năm có nói mà. Dạ. Mà cô có nói lại với tôi. Dạ hả? Đó, vì tôi lúc đó là kể lại nghe. Yeah. Nhỏ mà đó, còn nhỏ. Còn nhỏ nhưng mà có cái là tôi hỏi tại sao? Yeah. Bây giờ mình theo cái lịch sử. Yeah. Rồi, tại sao mà có năm về Việt Nam? Là dưỡng Úc á, không có bài. Vậy là có thì trục xuất. Còn cô Năm á là liên lị. Đó. Là chị em anh em liên lị. Dạ dạ. Mà hình như là cô Năm đi trước thì dưỡng Úc qua hả? Là đi xem một đường biết thì đó. Dưỡng Úc quá hả? Cậu kể vui. Giờ cái đầu tới con Năm đi sao? Thì con Năm về là con Năm ở vô mình. Tôi 6 mấy tuổi nhưng mà tôi biết. Dạ. Tôi phải hỏi lịch sử bị giờ xưa. Là tôi đi giúp lễ cho mấy ông cha. Dạ. Tìm hiểu hết á. Dạ. Tôi đi học á, nó bà nó bấm thôi. Mà hỏi tại sao mà tôi muốn bao lúc tiếng. Dạ. Đó. Mình học hỏi. Học hỏi. Vì thằng nội nó cam ngoài đường mà. Chứ đâu có gì bán bánh mì hồi xưa. Dạ. Bởi hồi xưa đổi bánh cam ở đâu cậu? Ở tại Campuchia. Ủa là bán bánh cam bên Campuchia đó ha. Dạ. Bán bánh mì. Cha mẹ bị bắt hết rồi. Lúc đó cậu còn nhớ hả? Nhớ xíu còn nhớ. Dạ. Đem hình của là thằng tộc ra đốt hết toàn bộ. Dạ. Chính cậu ba. Dạ. Ăn cả còn không bằng mình. Mình người thứ ba. Dạ. Lúc đó mới 9 tuổi mấy. Dạ. 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 Trời cũng sáng kiến gì đó, mới đốt hết. Nó thôi giờ là... Chả sinh hùng nè. Dạ, chả sinh hùng. Biết hết, cái gì biết hết. Năm nay tưởng trâu mà nó có dựa. Dạ, cỡ sinh hùng là đi bán bánh cam rồi. Đi xuống áo Đồng Tháp đó, dạ. Đi bán bánh mì. Xuống Đồng Tháp đi bán bánh mì. Campuchia là nổi bánh cam theo bến phà nét lương rồi. Biết tiếng Campuchia rồi, đi tới thành vô rồi. Dạ. Đó là hồi xưa ông già ông dắt đi hết. Đó. Là mới biết. Đó sự như thế đó. Cũng đi tìm hiểu rồi đang lợi thành ra cái là còn nhỏ nhưng người thân năm tại sao chuyện này sao rồi lúc rời Campuchia là cậu đi với bao nhiêu người gia đình đi nguyên cái tàu luôn. Dạ. Yeah. Về qua tới Ông Sùm Non. Dạ. Yeah. Nhiều khi rồi không phải tới chốc nữa. Con mình nó còn răng nữa mình. Dạ nó răng lắm. Nó răng lắm nhưng mà nó nào răng mà nó biết điều quá. Biết người này người kia người lớn người nhỏ là mới là khôn ngoan. Dạ. Còn không chỉ biết mình không là khôn ranh ha. Biết mình khôn lanh nhưng mà mình coi người ta thường là không được con. Dạ. Không có tồn tại. Dạ. Tao sống tao biết không. Dạ. Không tồn tại. Gian ác là không bao giờ tồn tại. Trời không cho mấy nhà hàng mà không có bàn nữa hai bên khỏi đụng ai hết không có đụng nào hình dân thôi nhưng mà hồi xưa là sao mà ở Campuchia cậu là ông bà sao qua tới đó lại mình gốc người Việt mà hả gốc người Việt nhưng dạ. Mà có cái là cũng giống như thời điểm bây giờ nè dạ. Cái tốt mà nó làm ăn không có được có nổi dạ. Bay nhảy vậy kia dạ. Đó bữa hôm chủ quán nó lộn xoài đó à cũng là à, mình qua bánh cũng nghĩ bao nhiêu đó thôi à là đi làm ăn kinh tế ha qua đó dạ nghe cái đi họ nghe đi dạ. Làm việc nhẹ mà lương cao là kéo cả gia đình đi không à đó là dạ. Ba là nghĩ bao nhiêu đó không dạ mà cứ nghe đồn thì mình nghe đồn mà bên đó làm ăn được dạ, dạ. Rồi cuối cùng là chiến tranh phải không? Mà cái cả nhà tranh thủ chạy về Việt Nam. Ờ cứ con gói đi giờ dạ. Quay rồi về tới Đồng Tháp. Đồng Tháp trước ha. Đồng Tháp. Dạ, Đồng Tháp sau đó ra tới Định Quán này. Ờ. Định Quán này. Đồng Tháp 3 dạ. Năm. 3 năm. Năm 1973. Dạ. Xong bắt đầu mới về Bình Thuận. À, ra Bình Thuận, Phan Thiết. Dạ. Biển Phan Thiết đó. Dạ, mới về Bình Thuận. Đi ngang dòng họ đi nguyên tết hả? Không, đi hết cả một đoàn. À, nguyên dạ, nguyên sớm luôn. 1.000 năm ra là. Đi nguyên sớm là. Còn cái số Phú Cường này nó khác. Dạ. Ai muốn đi đâu thì đi. Một số Vũng Tàu nữa. À. Đó là đi hết.
đi nguyên xóm này đó, đi nguyên cả một hệ thống gì đó là coi là một hệ thống á. Rồi ra tới Bình Thuận. Ra giờ mình đi ra đây cũng bà con mình đông nè, nguyên một thì hồi xưa là đáng lý là ăn ra đây. Giờ cũng bà con thì bắt đầu mới chia ra ai muốn ở đâu thì ở. Giặt ra rồi mỗi người đi một hướng. Đâu thì ta đi đó, mà hướng nào cũng có đi lính được. Không có đi quân dịch được. Thích đâu thì đi đó. Đi riết vậy, bởi vì nhà không có kịp xây phải không? Đi mấy 3 năm, 4 năm là di chuyển nhưng mà nhà đàng hoàng lắm. Nhà cũng không có giống như cái thời mà lúc mà bóc bắt đâu. Cũng nhà cây sân đâu có đàng hoàng, nhà nước cho mà. Nhà kiềm chế đâu có đàng hoàng, cũng Nhật Bản nó cho. Tài trợ. Nhà nước tài trợ hết. Chứ mình đâu có khổ khách gì với nó. Người nào cũng đem vàng thì cục hết á. Anh nói là cậu nói cậu biết tiếng Campuchia. Biết Tàu biết luôn. Ủa biết tiếng Tàu nữa hả? Tiếng Quảng Trị đủ. Nãy cậu hết. Tiếng Campuchia thử cậu hát bản Campuchia khác cậu nghe thử. Đơ liên đực liên nông xuân ca ca trên luôn cá pro đàm quía hằng chẳng mẹ ơi mẹ ơi ơi mẹ mình trong thơ thay trong thơ lục say cánh ca là vẫy ôn cánh ca là ta cánh ca là vẫy ôn cánh ca là phân hằng chẳng mẹ ơi mẹ mình tròn thơ thay mà tròn thơ lục say. Hay quá ha, cái giai điệu không hiểu nhưng mà nghe giai điệu nó dễ thương quá ha. Tôi về tới dạ. À, chị có con dâu ở Trà Vinh nó ở hồi đó mới học dần thôi. Dạ. Con dâu nó ở đó mà nó đâu có rành cái tiếng. Không có đâu. Dạ. Tôi về Trà Vinh hả? Mà tôi lên đứng lên tôi ca cái nó đụng nó. Ô, này sao mà cái tiếng viên. Cao đứng vậy đứng lên là múa lên. Dạ dâu nó ở đó nó nói ở đó là người Việt ít mà người Miên là nhiều. Hỏi không có biết tiếng Miên nhiều không? Nó nói một hai từ hai cơm này kia mà sau đó kêu cái gì kêu quy ơi quy cái gì đó là còn ra tình đừng có bắt tình như tình tình lời trăm bông tình xe lật tình xe lật lò lật lật tình xe lật 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 tình xe lật lật đó là cái bài tiếng Miên á là nó ca đặc cổ nhạc á. Có cái từ gì đó mà người quê này mà hay nhớ cái từ đó là từ đó cũng người Miên. Dạ. Nhưng mà cậu có gốc Trung Quốc không? Hả? Hay là gốc gì ạ? Gốc miền Nam mình. Dạ. Giống như Xuyến thì gốc mua bán dạ. Biết. À. Rồi sống chung luôn dạ. Với họ. Dạ. Tại vì Xuyến là ba Xuyến là gốc Tàu nên là. Mày biết không cái tiếng mà đưa em này á tao cũng biết nè. Còn chim bố ta lào tha yê ta yê tha phù phù từ từ tùa cuối gu ông bê xe bê kìa khi sinh chu xin chú long y từ từ tùa bay khi hoàng y đó là hả đó là tiếng trung tiếng trung của người Tàu người Tiều Châu á tiếng Tiều tiếng Tiều bị tôi ở sát với đó rồi tôi sống quen đó là Tiều là ba con xí đó là tiếng Tiều Châu á được anh Xuôi hát vậy không biết. Ô sao ai chân tì na ri ôn ơi chầm mà dốt đấy chầm bóng khlom thơ thay bóng tình ngược thơm mấy ối ôn chia lên ông bác tâm bóng đầm đồn gần chết nghe sông đi hai con tên là lấy bóng tình ngược thơm mấy ối ôn chia lên. Rồi, cảm ơn cậu. Hả hay ha. Đó là tiếng Việt, tiếng Miên á. Cái đó là tiếng Miên mà cậu hát là tiếng
dịch là tiếng Việt. Dạ. Hôm bắt tam bom đầm đông càng chết lia sông đi hai con chân là lấy bom tình được không mấy ôi ôi chuyện. Nghe cũng giống tiếng Campuchia luôn. Ở rồi hồi xưa ở Campuchia là ở lượt với bên má vẫn luôn hả má? Mấy cậu đây nè. Má lớn dạ. Trước là má về Campuchia, về Việt Nam trước. Dạ. Nhưng mà ở chung gần đó hả? Ở Vĩnh còn dạ. Đâu? Chưa đâu, không có ở Vĩnh, là ở tại cổ Lào, đất đỏ. Rồi sau á, bắt đầu á, là chị lúc đó là đi về miền Nam rồi, ở dạ. Cổ Lào, đất đỏ. Còn tôi á, là lúc đó là con cô Bảy á, là mới về, mới là Hấu Lương. Dạ. Mới sinh tại đó. Ờ là chị hai lúc đó là sinh ở Việt Nam hay Campuchia á? Hai con đây hả? Về đây. Về đây rồi hả? Đây hết. Dạ. Nó về đây là mới nhà má đây một xíu rồi. À là về đây. Trước giải phóng hả? Trước giải phóng hả? Dạ. Tôi á là tôi đi xuống hồi 54 đó. Nhưng mà về đây là trước 75 là về đây rồi. Đúng, đúng, đúng. Về hồi năm 1954 hồi môn thực nghiệm. Dạ. Về đây là đó rồi. À. Hôm nay á thì về trước đó là không biết làm gì á mà bị phái gì thế này. Đó, bị trục xuất á. Bị trục xuất. Giống như bị đẩy về đi rồi. Còn bên tôi thì không có. Dạ. Căm vườn Úc đó, ổng cho bài cho bạc gì đó rồi có liên lụy qua liên lụy. À, vậy là có thiệt. Vậy là chơi bạc một người mà cả gia đình bị trục xuất. À. Cả dòng họ luôn. À. Còn bây giờ ai muốn đánh bạc thì qua ngược Campuchia. Hồi xưa là ông ngoại tôi là cũng giống như tá đi. Dạ. Giống như tá đi nó không trục được. Dạ. Giờ ông già tôi á là cậu bảy của bà này. Dạ. Mới cưới bà già tôi. Bà già tôi nó cũng giống như con tá đi. Cũng dạ. Giống như cậu ba gì Bạc Liêu vậy. Công tử Bạc Liêu ha. Chủ điền là mình tá điền luôn. Tá điền là mình đi làm ruộng chồng ta là tá. Coi như là ông ngoại tôi giàu lắm. Giàu lắm là chủ điền. Ừ. Tá điền là mình thêm một đứa đó mình tá. Ừ. Còn người ta chủ người ta mới ruộng nhiều. Đó. À là chủ điền. À ông ngoại tôi giàu lắm. Giàu lắm là chủ điền. Giàu lắm. À, bữa nay quay hết pin luôn, nghe cậu kể chuyện ở Campuchia ha, mới biết được Campuchia kiều của Xiến. À, ngày xưa quê ngoại Xiến là cũng người Việt nhưng mà ở Campuchia, rồi sau đó về Việt Nam ha. À, rồi hôm nay chia sẻ về câu chuyện vui cho nhà mình nghe chị vui. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại nha.